Dạ, xin kính chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay số đồ câu cá qua tra chúng em lại về để những con máy đẹp giá tốt cho các bác. Giá mã trong video là chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác mua hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Đối với những đơn hàng giá trị cao thì các bác vui lòng chuyển cọc cho bên em một chút. Thì đầu video thì các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để em ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nha. Khi mình đăng ký và mình like, mình sẽ thấy video đầu tiên, mình sẽ mua và chọn được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Thì cái bên em thì dây câu hôm nay giờ thì vẫn đang, còn nhiều các bác nha. Đây là dây leader các bác nha. Leader thì số 6 và số 8. Leader bên em là leader Xenker nha. Dây này thì em đã lấy tại cửa hàng Nhật. Bên Japan này, các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm nha. Dây này là em đặt ở cửa hàng. Còn dây B thì bên em có dây IGK nha. Dây này thì dùng cho nội địa Nhật nhé, giờ ba này. Dây thì là cái loại này là loại 300m các bác nhé. Rồi 300m thì bên em đang bán là dây này là 680.000 nhé. Và cái dây leader là 280.000 các bác nhé. Hôm nay em cũng có một cái con túi các bác này. Con này cái túi này thì người ta gửi máy, người ta gửi kèm các bác này, hai ngăn nhé. Cái này thì các bác cái này người ta làm xốp làm nó hết các bác để cho nó bỏ máy vào. Ví dụ như cái con máy sở viên roi này này, các bác bỏ một cái lô phụ này, này. Đấy, bên này bỏ máy vào bên này luôn đấy là được nguyên luôn nhá, rất tiện. Cái này túi này người ta làm xốp hết các bác nha, rất chắc chắn nha, móc khóa móc cái đập thì á, đây xoay trên xoay dưới đều được. Túi này thì là 150.000 các bác nhá, em có một cái thôi, 150.000. Rồi em tới mã số 1. Mã số 1 là đây qua em vào Liam X 3500 IA. Bên em thì hôm nay cũng có các dòng máy mới các bác nhá. Dòng máy mới là em để phía cuối video nha. Máy mới. Con này là đây qua em vào Liam size 3500. Cái này là ra 3 sản xuất các bác nha. Cái size 3500 có đây qua tầm size 5000 của Shimano gì đấy nhá. Ngoại hình máy thì ngoại hình con này thấy đang còn đẹp các bác nha. Trời rất nhẹ thôi. Xe 3500 gạch cước ngon lành rác được hoạt động bình thường nha, chốt chặn ok. Đây còn sáng đẹp nha. Con này là mã số 1 các bác nhé. Con này nặng 400g, giá là 1.2 triệu các bác nhé. Đây các em mà liêm 3500 IA. Em tới mã số 2. Mã số 2 thì em có một con máy tiêm đầy gò nhé. Tiêm đầy gò S 2500 IA. Dòng này thì cũng có ra 3 sản xuất các bác nhé. Size 2500. Con này thì tay quay đôi nhé. Bên này thì người ta đã độ chống đổ các bác nhé. Độ chống đổ nhé. Tay quay đôi. Xoay này thích hợp cho bác cô lua.
Dạo này thì sản xuất tại Japan. Gạch nước con này. Rác. Hoạt động này bình thường nhá. Tất chặn ok. Cái này là mã số 2 nặng 320 gram, giá là 1 triệu tư các bác nhé. 1 triệu tư. Em tới mã số 3. Mã số 3 thì em có một con máy kit nhé. Kit 2506. Con này thì có túi vải đi kèm các bác nhé. Cái dòng kit thì cái dòng chuyên lua rồi. Dòng này thì thích ở chỗ bác cô lua nhé. Size 2506. Dòng này dòng chuyên lô máy đứng. Mà hình thì cũng có chạy sát chốt. Dòng này thì nó có cốt trợ lực cũng khỏe các bác nha. Dòng kết thì quá quen thuộc rồi. Để trước ngon lại. Rồi đó. Hoạt động này em mượn nhẹ tay các bác nha. Em mượn nhẹ tay. Chốt chặn ok nha. Động em mượt câu lua là ok. Size 2506. Cái này là mã số 3 nặng 240 g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. Dòng kit từ 3500 giờ xuống là của Thái Lan xuất Nhật các bác nhé. Em tới mã số 4. Mã số 4 thì em cũng có một con kit size 2506. Con này thì quay túi này đi kèm các bác nhé. Túi này thì có hai ngăn này. Đấy. Ngăn này bỏ máy, bỏ ngăn này bỏ tay quay là ok này. Size 2506. Xuống dấu hiệu bên kia. Mà hình cũng có chạy sớt chốt. Chặt cước con lầy. Rồi rác. Hoạt động êm mượt nhẹ tênh các bác nha. Dòng kit thì cái hoạt động êm mượt lắm. Chốt chặn ok. Êm mượt nhẹ. Con này là mã số 4 nặng 240 g, giá là 1,6 triệu các bác nha. Hai con bằng tiền nhau nha. Em tới mã số 5. Mã số 5 thì em có một con máy Shimano Ultega size 2500S. Dòng Ultega thì con này là size 2500 thì thích ở cho bác câu là câu con cá nhỏ nha. Câu sông suối. Hình thì có chạy sát chốt. Số 2500. Hạt cước ngon lành. Rồi rất cô to.
Ok nhé. Chốt chặn ok nhé. Con này là mã số 5 nặng 260 g, giá là 1 triệu 2 các bác nhé. 1 triệu 2. Tiếp tới mã số 6. Mã số 6 thì em có một máy Shimano Utega C3000 các bác nhé. C3000. Utega C3000. Một hình máy thì cũng có trầy sớt chút. Dạo này thì nó cũng chỉ có một chiều các bác nhé, không có trái ngược đâu nhé. Đây là Utega bản 2017 nhé. Trên máy thì cũng có dây bây các bác về kiểm tra tận dụng lại nhé. Xe 3000 thích hợp cho bác câu lua, câu lua 3000 là chuẩn rồi. Là cướp ngon lành. Rát. Dòng này đổi tay trái phải thoải mái nha. Đổi tay trái phải thoải mái nha. Phải động êm bật nhẹ nha. Con này là mã số 6 nặng 240 g, giá là 1 triệu 7 các bác nhé. 1 triệu 7. Các bác đang xem video thì con máy nào nhắn vào số Zalo nhé. Số Zalo em có để trên màn hình nha. Các bác cần em hỗ trợ gì cứ nhắn vào Zalo, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình dễ hơn nha. Chứ YouTube nhiều lúc là mình nhắn tin thì nó cũng hơi khó một chút. Mình nhắn tin Zalo thì trò chuyện dễ hơn. Em tới mã số 7. Các bác xem video thì cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Để em ra những con máy đẹp giá tốt cho bác. Khi mình đăng ký thì video này mình không chọn mà mua được những con máy đẹp ưng ý, thì video sau mình sẽ chọn mua những con máy đẹp ưng ý hơn. Con này thì có cái túi kèm các bác nhé. Có túi vải đi kèm. Con số 7 là con Daiwa Caria size 3000. Size 3000 có Daiwa này tầm size 4000 gì đó, con Shimano các bác nhé. Con này thích hợp cho bác con lua. Đồ nhái thật rồi, size 3000. Cái đây qua ngoại hình này cũng có trầy sớt chút. Gạt cứ ngon lại. Và rác. Và đậu em một nhà các bác nha. Chốt chặn ok. Dạo này thì nó có mặc siêu bác nha. Chống có mặt siêu thì nó cái dầu từ tính mặt siêu thì nó sẽ chống nước tốt hơn, chống xâm nhập của nước với biển tốt hơn. Dầu này các bác câu biển ok nha, câu mặn ok nha, kháng mặn cũng tốt nha. Con này là mã số 7 nặng 250 g, giá là 1 triệu 8 các bác nha. 1 triệu 8. Dần tới con mã số 8. Mã số 8 thì em có một con máy Kitkaira size 3000 nha. Xe 3000. Ngoài hình máy ngoài hình thì cũng có trầy sớt chút nha.
Dòng quyết thì dòng chuyên lua rồi. Sai này cho bác câu lua. Để trước ngon lành. Drag. Hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé. Hoạt động trồng kít thì khuấy vào. Chốt chặn ok. Dòng kit xe 3.000 thì vẫn có Thái Lan các bác nhé, từ 3.500 trở lên là có ra 3 sản xuất. Cuối này là mã số 8 nặng 280 g, giá là 1 triệu 7 các bác nhé. 1 triệu 7. Em tới mã số 8. Mã số 8 thì em có một máy kit fan xe 3.000. Mà hình con này thì còn cực kỳ đẹp các bác ạ. Đẹp lắm. Đẹp nha. Xe 3.000. 3.000 là cuối sâu thì nó tầm size 4.000 đấy, của Shimano các bác nhé. Thì size này các bác câu lùa thì có ok rồi. Các bác có thể là câu lùa nhái nhảy mồi sống rồi. Mệt cứ một lần. Rác. Hoạt động êm ở nhà Tây nha. Chất chặn ok nha. Máy đẹp hoạt động êm ở các bác nhé. Cái này là mã số 9 nặng 310 g, giá là 1 triệu 8 các bác nhé. 1 triệu 8. Đến tới mã số 10. Mã số 10 em có một cái máy Shimano Stradic C2000S nha. Cái C2000 thì là size nhỏ cho các bác câu suối, câu những con cá nhỏ nha. Stradic thì nó cũng chỉ một chiều thôi. Ngoại hình máy. Nói chung cũng đang đẹp các bác nha. Cái này các bác câu UL, câu lùa suối là ok rồi. Số giá đích sẽ 2.000 nét. Nhặt cứ ngon lành. Rồi đó. Hoạt động êm bật nhẹ tay nha bác nhé. Êm bật nhẹ. Dòng này nó chiếu một chiều bác nhé. Cái này thì các bác đổi tay trái phải thoải mái nhé. Đây có sheet code đổi tay trái phải thoải mái. Cái này là mã số 10 các bác nhé. Cái này nặng 190 g, giá là 1 triệu 9 nhé. 1 triệu 9. Em tới cái mã số 11. Mã số 11 là một con máy Shimano Stradic C3000M nha. Cối M là cối trung bình các bác nhé. Cối M thì nó cũng không sâu quá mà cũng không nông quá. Thì cũng trời sát chút.
Gạch cứ ngon lành. Xe 3.000 thì các bác câu lua là ok nhé. Rồi rác. Xe 3.000 m. Đít này. Đít nó sáng này. Hoạt động này. Em vượt nhẹ tay nhé. Con này là mã số 11, nặng 240 g, giá là 2.3 triệu các bác nhé. 2.3 triệu, sở giả đích, xe 3.000. Con này là tô XG các bác nhé. XGM. Tô XG nhé. Em tới con mã số 12. Mã số 12 thì em có một con máy Shimano sở giả đích C3000 MHG nhé. MHG. Dạo này thì sở giả đích bản 2019 các bác nhé. Cái bản này cực kỳ đẹp. Ngoài thì con này thì cũng đang còn đẹp các bác nhé. Máy đẹp nhé. Chỉ thiếu hộp thôi. Trên này các bác câu lua rồi, ok. Câu lua máy đứng thì bên đem về rất là nhiều máy. Các bác yên tâm. Đặt cước ngon lành. Từ rác. Hoạt động êm mình nhẹ tinh các bác nhé. Để mình nhé. Dạo này nó chỉ một chiều các bác nhé. Dạo này đổi tay trái phải thoải mái nhé. Bác nào mà ví dụ là muốn đổi tay thì khi mà gửi máy bảo là đổi tay nào thì bảo nhắn em sẽ đổi tay cho luôn nhé. Cái này là mã số 12, nặng 240 g, giá là 2.7 triệu các bác nhé. Sở đích size 3.000, bản 2019, ngoại hình đẹp nhé. 2.7 triệu. Em tới mã số 13. Mã số 13 thì em có một con máy Daiwa Certec size 3500 bay custom các bác nhé. Cái ống chỉ là ống chỉ RCS nha, RCS custom. Tay qua. Con này thì cái size 3500 thì nó tầm cũng size khoảng 5.000 Shimano. Con này thì các bác lua chậm thì tuyệt vời này. Lua chậm lóc bông, có mùi sống nha. Dòng này thì tay quay seat code, đổi tay trái phải nha. Ngoại hình thì trầy rất chút. Đặt cước ngon lành. Để rác. Hoạt động bình thường nhé. Chốt trận ok nhé.
Quên này là mã số, dòng này là của Gia Ba sản xuất các bác nhé. Dòng Steak là dòng cao cấp của Daiwa nha. Dòng này của Gia Ba sản xuất. Quên này là mã số 13, nặng 380g, giá là 2,9 triệu các bác nhé. Đây là Steak. Em tới mã số 14. Mã số 14 thì em có con máy Bauru Spinzo XT. Hôm nay thì em có hai con nhé, hai con Bauru Spinzo XT. Con này thì máy hai lô nhé. Tiếp phụ nó là tiếp số 3 nhé. Tiếp số 3. Chơi tiếp thì có dây bê nhé. Tiếp số 3 tôi ứng với size tầm 5.000 các bác nhé. Còn cái tiếp chính là tiếp số 5 nhé. Tiếp số 5 thì tôi ứng tầm size 8.000 nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình nói chung là đa quần chỉ sớt chút mà đa quần sáng đẹp các bác nhé. Dòng này thích ở chỗ bác câu lục xa bờ nha, câu bạc bãi bờ biển, đánh những con cá lớn nha. Dòng này các bác câu lục xa bờ thì ok, cái body nó cũng không to quá, cũng không nhỏ quá, cũng vừa phải. Mình câu cá 15, tầm 12-15kg này ok. Dòng này cũng thiết kế nó cũng cực kỳ khỏe chắc chắn các bác ạ. Body thiết kế cực kỳ khỏe chắc chắn. Body cũng không to quá, không vừa phải. Nói chung ngoại hình nó còn sáng đẹp, cũng có trầy xuất chút thôi. Đặt trước màn này, bờ rác. Vận động êm mượt nhẹ tay các bác nha. Êm mượt nhẹ tay. Nhưng mà sáng đẹp, hoạt động em mượt nhẹ. Cái này là mã số 14, nặng 560g, giá là 2,3 triệu các bác nhé. Em tới mã số 15. Mã số 15 thì em cũng có một con máy y hệt các bác nhé. Cũng là Bauru Spinzo XT. Cái này, cái lô phụ nó là tiếp số 3 các bác nhé. Tiếp số 3. Tiếp số 3 là tư ứng với tầm xoay 5.000. Còn trên máy là tiếp chính là tiếp số 5 nha. Tiếp số 5 là tư ứng với xoay 8.000 nha. Ngoại hình thì cũng đang còn sáng đẹp giống bên kia các bác nha. Còn sáng đẹp. Cũng có trầy sớt chút thôi. Nhưng mà đang còn sáng đẹp. Đít này. Các bác câu lục đánh con này ok, yên tâm khỏe chắc chắn, đặt trước con này con rác, hoạt động êm bật nhẹ tay. Con này người ta dán cái này để cho nó, các bác thích các bác bóc này, dán cái miếng mút này cho nó đỡ bị gắn vào cần, cho nó đỡ bị chết, rất cẩn thận. Máy đẹp nha. Con này là mã số 15, cũng 2,3 triệu các bác nha, đúng hay con kia nha. Em tới con mã số em cũng ghi nhầm, con này là mã số 15 của tay ngang tiếp nha. Con này là con Daiwa Tatula. Daiwa Tatula 103 SHL TV Dup các bác nha. Radio 7.3. Daiwa Tatula 103 SHL TV Dup Radio 7.3. Con này là máy tay trái các bác nha. Ngoại hình máy thì cũng đang còn đẹp nha. Cũng trải sớt chút thôi, rút chỗ này, còn sáng đẹp. Dòng này có TVS chống mài mòn dây,
Dạo này thì là có Thái Lan xuất Nhật các bác nhé. Mình Thái Lan. Quay nhẹ nhá. Con này là nặng 220 gram, giá là 2 triệu mốt các bác nhé. 2 triệu mốt. Em tới mã số 16. Mã số 16 thì em có con này là con Alphard SV105L nhé. Dòng này là Daiwa Alphard nhé. Daiwa Alphard SV105L. Dòng này thì là một con hàng tầm cao cấp, trung cao cấp của Daiwa nhé. Dòng này thì sản xuất tại Japan nhé. Bên Japan. Con này là máy tay trái. Màu hình thì cũng có trầy sắt chốt. Đây là Anh Phát. Đây là Japan. Sở bún SV này, SV Sở bún này. Thì công nghệ này. Cũng là con hàng cao cấp của đây qua. Lên Japan. Cái này là mã số 16 nặng 170 gram, giá là 2 triệu 7 các bác nhé. Tay gọi Alphard SV105L. Các bác cần chi tiết hơn về máy, cần em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo nhé, em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Em mang tới con mã số 17. Mã số 17 là một con máy Daiwa Zeelandcác bác nhé. Đây qua ZeelandSVTV đúp. Zeeland SVTV đúp. Dòng này thì là cũng cái dòng cao cấp của Daiwa các bác nhé. Con này thì máy tay phải nhá. Sabun SV Sabun. Máy tay phải nhá. Ngoại hình thì cũng trời sắt chốt. Dòng này thì của Thái Lan xuất Nhật. Zeeland. Con này RTO 6.3. Dòng này tay cá khỏe. Hình ấy trong này là còn đẹp các bác nhé. Đang đẹp. Hoạt động ok. Con này là mã số 17 nặng 195 gram, giá là 2 triệu 9 các bác nhé. 2 triệu 9, máy là còn đẹp nhé. Em tới mã số hôm nay viết trùng mã số 0. Mã số con này em vẫn ghi là 17 của các bác nhé. Con này là Shimano Sapphire BB C3000 SDH nha.
Con này thì máy nguyên hộp phụ kiện. Con này tay quay đôi các bác nhé. Tay quay đôi. Size 3000, tay quay đôi, tích cả cho bác con lua. Ngoài hình nó còn đẹp nhé. Đít này. Ngoài hình đẹp nhé. Hình đẹp. Size 3000, tay quay đôi. Câu lua chuẩn à. Rác. Hoạt động êm mình nhẹ tay nha bác nha. Êm mình nhẹ tay. Dạo này nó cũng giống như sở giá đích, nó chỉ có một chiều nha, không có trái ngược đâu nha. Chỉ một chiều thôi. Máy đẹp, hoạt động êm mình. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Nguyên hộp phụ kiện, sổ sách đồng đền, túi đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Saphir BB C3000 SDH ratio 5.0, tải cá là 9kg, nặng 250g, chạy 6 bạc đạn nhé. Con này là mã số 17, giá là 2 triệu các bác nhé. Mã số 17 giá là 2 triệu. Các bác là xem video cần máy nào cho nhắn vào Zalo nhá. Cần em hỗ trợ gì hoặc là cần biết thêm thông tin về máy thì chứ cần nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ cho mình. Số Zalo em có để phần ở trên màn hình các bác nhá. Em tới mã số 18. Mã số 18 là một máy Daiwa Luvias 301H các bác nhá. Cái dòng Luvias này thì là bản 2015. Dòng này thì là của Nhật sản xuất các bác nhé. Bên Japan này. Bên Japan nhé. Cái size 3012H thì nó tầm size tầm 4000 gì đấy, có Shimano các bác nhé. Size này các bác lua chạm lốc bông. Có 16 ngày cực kỳ tuyệt vời. Dòng này có mặt siêu. Chống sự xâm nhập và ăn mòn của nước. Dòng Luvias thì là cái hàng cũng dạng hàng cao cấp của Daiwa các bác nha. Ngoại hình thì cũng có trầy xớt chút. Luvias 3012H. Lên ra ba. Gạt cước ngon lành. Draft kêu 2. Hoạt động êm mượt nhẹ tay nha. Êm mượt nhẹ tay. Chốt chặn ok. Êm mượt nhẹ. Con này thì là máy nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Nguyên hộp phụ kiện. Túi sổ sách đồng đền không thiếu gì nha, đầy đủ nha. Đầy đủ hết cho mình. Luvias 3012H. Ratio 5.6. Nặng là 250g. Tải cá là 7kg. Vòng thân dây 95cm. Chạy 9 bạc đạn các bác nhé. Luvias bản 2015. Tôi là Nhật. Cái này là mã số 18, giá là 3.1 triệu các bác nhé. 3.1 triệu. Hoạt động êm mượt nhẹ tay. Em tới mã số
19. Mã số 19 thì hôm nay em có một con hàng hiếm các bác nha. Con Kit Custom 3500 BSH. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện. Ngoại hình thì cũng đang đẹp nha. Size này thì thích hợp cho bác lua chẻm lóc bâu, câu mồi sống, đánh lục đầu cần cũng ok. Size thực tầm size 5000 nhé. Cái dòng Kit Custom thì nó sẽ là cái hàng cao cấp hơn Kit con Kit Kaida và Kit Feng nhé. Con này thì sản xuất tại Japan các bác nhé, 3500 là dòng này sản xuất tại Japan nhé. Ngoại hình thì cũng có trời sớt chút, nhưng mà nói chung cũng đang còn đẹp, sáng. Cái dòng kit bây giờ, kit tụ quốc tầm này bây giờ hiếm mà các bác ạ. Bên Nhật người ta hiếm lắm rồi. Mà nói chung đang còn đẹp mà nguyên phụ kiện này còn hiếm hơn nữa. Kết cước con này. Draft. Hoạt động dòng này thì khuế bàn à, em bật nhà Tây. Dòng này thì có cốt trợ lực nên các bác yên tâm. Khuế. Máy đẹp nha. Dòng này thì cái tay quay cũng rất to nên các bác cũng rất khỏe. Máy đẹp. Lâu lắm này em mới được con này các bác ạ. Cuốn này thì còn nguyên hộp phụ kiện cho mình, không thiếu gì cả. Cho sách đầy đủ hết. Kit Custom Kaida 3520 BR. Con này RTOR 4.9, nặng là 390g, tải cá là 8kg. Con này là chạy 7 bậc đạn nha. Cuốn này là mã số 19, giá là 3,2 triệu các bác nha, 3,2 triệu nha. Đấy, nguyên hộp phụ kiện. Em tới mã số 20. Mã số 20 em có một con máy Daiwa Leica LT3000. Ít khác nhé. Ngoại hình máy thì đang còn đẹp các bác nhé. Xe 3000. Xe 3000 này thì cũng cối cũng sâu nhé. Rất là cho bác câu lùa. Ngoại hình nó còn đẹp các bác nhé. Con này thì người ta đã độ chống đổ các bác nhé. Độ chống đổ gom suốt này. Độ chống đổ nhé. Bác xem cái đít trong này đẹp này. Chạy 3000 dòng này có mặc siêu này, chống sự xâm nhập và ăn mòn của nước rất tốt này. Dòng này cũng nhẹ. Ngoại hình còn đẹp sáng quắc. Và trước con này. Hoạt động nhẹ êm, dòng có mặt siêu nó sẽ có tiếng có mặt siêu các bác nha. Chốt chặn ok nhá các bác cầu lua rồi. Xe 3000 chuẩn rồi, máy đẹp nhá. Con này thì đang còn nguyên hộp phụ kiện nhá. Cho sách lông đèn nhé. Đây là Leica LT3000 XH. Radio là 6.2, nặng 260g, tải cá là 10kg.
Vâng, con dây 93 cm, chạy nam mặc đạ. Con này là mã số 20, giá là 2,2 triệu các bác nha. 2,2 triệu. Mã số 21. Mã số 21 em có một con máy Biomaster C3000 nhé. Cái dòng Biomaster này thì là của Japan sản xuất các bác nhé. Ngoại hình máy thì có trầy xớt nha. C3000. Xe này thích ở cho bác cô lua. Con này thì người ta đã độ cái chúng đổ các bác nha. Độ chúng đổ. Hình trầy xuất nha. Máy da ban. Những con máy da ban cực kỳ bền nhé. Cứ còn lành rồi rất kêu to, hoạt động êm bình nhẹ các bác nhá, êm bình nhẹ nhá. Chốt chặn ok. Hoạt động êm bình nhẹ, máy da ban cực kỳ bền. Chờ chốt chốt. Cái này thì còn nguyên thủ phụ kiện các bác nhá. Đầy đủ, mình xóa sách trong đề này đủ nhá. Cái núm cũ của nó vẫn đang còn các bác nhá. Cái núm zin nhá. Biomaster C3000. Ra tiêu là 5.0. Tải cá là 4 kg, nặng 260 g, chạy 6 bậc đạn nhá. Cái này là mã số 21, giá là 1,9 triệu các bác nhá. Mã số 21, 1,9 triệu. Em tới mã số 22. Mã số 22 em có một con máy Daiwa Blast LT5000D CX các bác nha. Mà hình máy thì còn cực kỳ đẹp các bác nha. Cực kỳ đẹp nhé. Size 5000 đây qua. Dòng LT thì nó sẽ nhẹ các bác nhé. Size này thích hợp cho bác lua chém lóc bông, câu mồi sống. Dòng này có mặt siêu các bác câu biển thoải mái nhé. Bụng bông loáng này. Size 5000. Con này là cái cối màu vàng luôn nữa các bác, nhưng mà trong này thì đâu có dây này, dây là dây BIA nhé, BIA đối lít lờ ấy, không có dây BIA nó lít lờ nhé. Ngoại hình thì đang đẹp, đẹp nha, mới đập kia. Mới đẹp. Dòng tay quay xích cốt đổi tay trái phải thoải mái nha. Xây 5000. Gạt cước ngon lành. Vận động ok. Đấy là đẹp, hàng lướt. Chốt chặn ok nha. Nghe đẹp thật. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhá. Sổ sách lông đèn đầy đủ nhá, không thiếu gì nhá. Blast LT 5000D CX. Ratio là 6.2.
nặng là 285 g, tải cá là 12 kg, một vòng thô dây là 105 cm, chạy 6 bậc đạn nha. Con này là mã số 22, giá là 2,9 triệu các bác nha. 2,9 triệu. Em tới mã số 23. Mã số 23 em có một con máy XNC BB 3000MHG nhé. Ngoại hình con này thì cũng còn tuyệt đẹp các bác ạ. Xe 3000. Dòng này các bác kháng mặn rất tốt nha. Dòng XNC dòng kháng mặn rất tốt nha. Ít bóng loáng này. Đang còn đẹp lắm. Hàng siêu lướt nha. XCC thì hôm nay em có một con máy mới đằng sau các bác nhé. Máy mới thì em về được 3 con Nucky với một con XCC. Ngoại hình thì tuyệt đẹp nha. Đẹp lắm. Không có trầy xước gì cả. Tuyệt đẹp. Giờ bây giờ trên máy nó còn rất mới nha, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nha. Cả trước con này và rác. Hoạt động thì em bật nhạc tây các bác nha. Em bật nhạc tây. Máy này hàng châu lứt. Máy đẹp hoạt động em mượt. Dòng này thì nó cũng chiếu một chiều các bác nhé, nó không trái ngược đâu nhé, giống như sở giá đích. Con này thì máy quản nguyên hộp phụ kiện nhé. Sổ sách trong đèn túi đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Xenco BB 3000MHG, ratio là 5.8, tải cá là 9 kg, nặng là 250 g, chạy 6 bậc đạn. Con này là mã số 23, giá là 2,4 triệu các bác nhé. 2,4 triệu. Máy đẹp mới càng như mới. Em tới mã số 24. Mã số 24 em có một máy Shimano Utega size 4000. Cái dòng này là Utega bản 2021 các bác nhé, bản đời mới nhé. 2021 đến giờ size 4000 thì thích hợp cho bác câu lua, chạm lóc bông, câu mồi sống. Ngoại hình thì cũng có trời sát chốt. Xe 4000. Máy này mới. Ít là sáng bóng. Cứ nguồn này. Tờ rác. Dòng này đổ tay trái phải thoải mái nhé. Hoạt động êm mình nhà tay nhé. Em mình nhà tây. Con này thì cũng còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sổ sách đông đầy đủ hết, không thiếu gì nhé. Utega 4000, ratio 5.3, tải cá là 11 kg, nặng 270 g, chạy 6 bậc đạn nhé. Con này là mã số 24. Giá là 2,3 triệu các bác nhé. 2,3 triệu.
Tới mã số 25. Mã số 25 em có một con máy Daiwa Theory 3012H nhé. Màn hình máy. Màn hình thì cũng đang còn đẹp nhé. Chiếc lông mèo nhẹ phải phải chút thôi. Dòng Theory thì dòng này thì cực kỳ nhẹ. Thiết kế cũng đẹp. Tờ rác thì cũng hay. Hình như chúng nó đang đẹp nhé. Đặt cước ngon lành. Đặt rác kêu rất hay. Dòng này đặt rác kêu đăng đành sứ đó. Hoạt động êm mượt nhẹ. Dòng này cũng mặc siêu nhé. Chất chặn ok. Đấy, đang còn đẹp nhá. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhá. Sổ sách lồng đèn đầy đủ hết nhá, không thiếu gì nhá. Theo G 3012H, ratio 5.6, nặng 220g, tải cá là 7kg, một vòng phân dây là 95cm, chạy 8 mặc đạn nhá. Con này là mã số 25, giá là 2.8 các bác nhá. Mã số 25 giá 2.8. Các bác là xem video ưng cái máy nào nhắn vào Zalo nhá, cần em hỗ trợ gì thì nhắn vào Zalo. Các bác đang xem video về cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Khi mình like đăng ký thì mình sẽ thấy được video đầu tiên, mình sẽ mua và chọn được máy ưng ý hơn. Đem tới con mã số 26. Mã số 26 là con máy Shimano Utega C3000 nhé. Ngoài hình máy thì cũng có trầy sáu chốt. Size C3000 Utega. Tay quay, cửa trái phải thoải mái, cheat code. Con này các bác con đua là chuẩn rồi. Nhưng mà cũng đang làm đẹp. Chỉ sót chút thôi. Đẹp cứ ngon lành. Để rác. Hoạt động là êm mượt nhẹ tênh các bác nhé. Dạo này nó chỉ có một chiều, nó không có trái ngược đâu nhé. Êm mượt nhẹ tênh. Con này các bác cầu lùa chuẩn rồi. Máy đẹp nha. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Nguyên hộp phụ kiện. Sổ sách trong đề đầy đủ nha. Utega C3000, ratio 5.0, tải cá là 9kg, nặng 240g, chạy 6 bậc đạn nha. Một vòng thoi dây là 73cm. Con này mã số 26, giá là 1.8 các bác nhé. Đến tới mã số 27. Mã số 27 em có một con máy Daiwa Blade 5000H.
cái size 5.000 của đây của Blast này thì nó tầm size 10.000 các bác nhá. Size này thì các bác đánh biển, câu biển này, đánh những con cá lớn này, câu cá tra bò này. Size dòng này thì tải cá khủng này, cực kỳ khỏe các bác nhá. Tải quay sheet code này. Các bác cứ chơi thử dòng này với các dòng sở giới đích xem. Dòng này ngon bó rẻ, khỏe. Size 10.000, size thực 10.000 nhé. Máy thì đang còn đẹp nhé. Size thực tầm 10.000. Dòng này thì nó cũng chỉ một chiều các bác nhé, không trả ngược nhé. Các bác câu biển, đánh cá lớn nha. Ngoại hình thì đang còn đẹp nhé. Dòng này có mặt siêu nhé, chống được xâm nhập và ăn mòn của nước muối nhé. Cậu đánh biển rất ok. Dòng này ngon bó rẻ, khỏe. Dòng này thì nó có cốt trợ lực nhé. Có cốt trợ lực nên cũng rất khỏe nhé. Cốt to, khỏe. Gạt cước ngon lành, gạt cước cũng to này, nhìn này, gạt cước này. Cái dòng này cầm rất chắc chắn các bác ạ. Rồi đó. Cảm ơn máy chắc chắn lắm, yên tâm. Đánh cá lớn yên tâm. Rất khỏe máy luôn. Hoạt động êm thật nha. Dòng này có mặt siêu. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện nhé. Nguyên hộp phụ kiện. Sổ sách lông đề này để yếu nhé. Blast 5000H. Ratio 5.7. Nặng là 630g. Đại cá là 15kg. Một vòng thua dây là 120cm. Một vòng thua dây là được 1m2 các bác. Quá khủng. Chạy 7 bậc đạn các bác nhé. Thôi dây mà một vòng thôi dây là được 1m2. Rất khỏe luôn. Dòng này cực kỳ khỏe nha. Các bác cứ yên tâm. Con này là mã số 27. Giá là 2.9 các bác nhé. 2.9. Em tới mã số 28. Mã số 28 thì em có một con máy Daigo Blast LT4000 CX các bác nha. Cái dòng LT thì là cái dòng body nó thon gọn, là dòng body nhỏ các bác nha. Dòng này thì là dòng nhẹ để cho các bác câu lua. Câu lua câu những con cá nhỏ hơn. Dòng này thì cái body nó thiết kế là siêu nhỏ, nhỏ nhẹ. Size 4000. Ngoại hình thì còn tuyệt đẹp các bác nha. Đẹp lắm. Đít này. Tuyệt đẹp luôn. Size này thì cực kỳ linh động cho bác. Các bác câu lua nháy thật 16. Câu ngâm đang xê đều được. Đúng là size 4000 thì linh động cho mình. Máy đập keng. Đẹp lắm. Gạt cước ngon lành. Đẹp lắm. Hoạt động này em bật. Dòng có mặt siêu thì nó sẽ có tiếng mặt siêu nhé. Rất chặn ok nhé. Máy đẹp nha. Con này nguyên hộp phụ kiện các bác nha. Sổ sách lông đèn. Hai túi luôn các bác nha. Túi xốp, túi này nha, hai túi luôn nha. Túi vải hai túi luôn.
Blast LT 4000, CX Retail là 6.2, nặng 270g, tải cá là 12kg, một vòng thun dây 99cm, chạy 6 bậc đạn nha. Con này là mã số 28, giá là 2.9 các bác nhé. Mã số 28, giá 2.9. Bên em nay về được mấy con máy mới các bác nhá. Con này là con Xenker BB 4000 MXG. Con này là máy mới các bác nhá. Máy mới chưa qua sử dụng nha. Đang còn bỏ trong hộp nha, đầy đủ nha. Máy mới thì là về ngoại hình các thứ thì các bác yên tâm. Đấy, máy mới nha. Máy mới thì không có lô trầy sớt, không có lô gì cả. Hoạt động thì ok. Tôi đưa em quay cho các bác xem. Bốn ngàn mấy giờ máy mới. Dòng này thì các bác size này cho các bác lua chậm lốc bông nhá. Size 4000, dòng này thì các bác lua chậm ok. Dòng này thì kháng mặn cũng rất tốt. Máy mới nha. Xenker BB 4000 MXG, ratio là 6.2, tải cá là 11kg, nặng 280g, chạy 6 bọt đạn, một vòng tua dây 99cm. Con này thì là 3.2 các bác nhé, máy mới nha. Mức giá thì bên em bán thì yên tâm, mức giá rất tốt. Còn hôm nay thì em cũng được mấy con máy Natsuki mới các bác nhé. Shimano Natsuki thì em có size là con này là size 2500, thì là em có về cho các bác là size 4000 nhá, 4000 XG. Để em lấy ra luôn đây cho các bác xem. Size bên em về có size Natsuki máy mới là size 2500 nhá, HG nhá. 4000 XG. C5000 XG nhá. C5000 XG. Retail 6.2, tải cá 11kg. Một vòng nặng 305g, chạy 6 bậc đạn, một vòng phơi dây 105cm. Máy là máy mới nha, các bác yên tâm nha. Máy mới nha. Thì là con này thì bên em đang bán là size 5000 là 2.2 các bác nha. Size 4000 XG là 2.1 nha. Còn size 2500 là 1.9 nha. Thì các bác xem video đến cuối video rồi thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để em ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nhé. Các bác cần mua con máy nào chỉ cần nhắn vào Zalo, cần em hỗ trợ gì chỉ nhắn vào Zalo nhé, sẽ hỗ trợ cho bác hết mình. Thì em chào các bác và hẹn gặp các bác ở video sau nhé.